Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhật Trương Speaker. Trong video hôm nay tiếp tục Nhật sẽ lên thêm cho các anh một mẫu Equalizer hay còn gọi là lọc xì của Victor C70. Đây cũng là một cái mẫu Equalizer đời cũng khá là cao của Victor ha các anh. Thì những công dụng của những cái mẫu Equalizer thì có thể tăng cái cường độ âm sắc của các giải bass mid chép cho cái dàn âm thanh nghe nhạc cũng như là karaoke gia đình của các anh thêm đầy đặn tiếng và cũng như là thêm hay ha. Thì trong video này thì Nhật sẽ quay tổng thể nội ngoại thất cũng như là gửi đến mọi người một số cái tính năng cơ bản. Thì Nhật có một cái video Nhật chỉ rất là hướng dẫn rất là kỹ lưỡng rồi. Nếu như cô chú anh chị nào có cần thì có thể tham khảo lại những cái video đó ha. Và cái con lọc xì này Nhật cũng đã test trên một cái video trong hình như là Nhật nhớ là sáng thứ bảy tuần trước rồi đó. Đó, nếu như cô chú anh chị nào cần thì có thể mở lại cái video đó xem ha. Và video này thì Nhật sẽ quay tổng thể nội ngoại thất, góc cạnh của con máy để gửi đến cô chú anh chị nào mình đang có nhu cầu có thể tiện tham khảo ạ. Vẫn như mọi khi thì Nhật sẽ quay tổng thể cái gương mặt trước ha các anh. Về phần góc cạnh nè, đó mọi người cũng thể quan sát thấy còn giữ được tình trạng khá là tốt ha. Những cái mẫu Equalizer cũng như là lọc xì này được Nhật chọn lọc và cũng như là Nhật lựa rất là kỹ lưỡng trước khi đưa lên kệ và cũng như là trước khi giao đến tay mọi người. Thì những cái mẫu này Nhật chọn lọc rất là kỹ lưỡng nên là nó còn giữ được tình trạng khá là tốt nè. Đó, mọi người cũng thể quan sát thấy cái gương mặt, cái bề mặt nước sơn cũng như là góc cạnh, tất cả những chữ nghĩa trên đây thì còn giữ được tình trạng khá tốt ha các anh. Đó, Nhật quay rất là kỹ như thế này để cho cô chú anh chị nào mình đang có nhu cầu thì có thể đánh giá và lựa chọn cho mình một cái sản phẩm phù hợp và đẹp ha. Rồi, hiện tại thì Nhật đang mở nguồn luôn để Nhật test luôn cái khả năng đèn. Thì đèn thì còn đầy đủ hết ha các anh. Đó, mỗi bên thì chúng ta sẽ có 12 cái cần gạt như thế này. Đó, cần gạt thì còn giữ được tình trạng khá là tốt nè. Trên đây thì những cái mẫu này về thì Nhật chiếu qua vệ sinh ha, bụi bặm trên đây cũng còn khá là nhiều. Đó, đây là cái dãy tần số đáp ứng của nó ha các anh, là từ 16 Hz cho tới 32 kHz ha. Một cái dãy tần số khá là rộng nè. Rồi, những cái chức năng dưới đây thì Nhật có hướng dẫn trên một cái video rồi ha. Nếu như cô chú anh chị nào cần thì có thể mở lại cái video đó xem ha. Đó, góc cạnh thì mọi người thấy quan sát thấy rất là đẹp ha. Rồi, về gương mặt thì không có điểm trừ ha các anh. Ốc thì Nhật cũng có tháo sẵn ra đây rồi. Đó, mọi người quan sát vào những cái tán ốc này thì cũng có thể đánh giá được con máy mình còn giữ được tình trạng khá tốt nè. Chưa có bị ten xét cũng như là chưa có xuống màu ha. Rồi, Nhật cho cái này qua một bên. Rồi, về cái phần nắp lưng thì đây là cái phần nắp lưng để Nhật lấy nét ha. Sơn zin ha các anh. Đó, cái này là sơn zin. Đó, tình trạng thì nó cũng có một vài cái vết xước nhẹ ha. Nhưng mà góc cạnh thì không có bị cấn mớp nè các anh. Những cái mẫu vỏ của những cái mẫu Equalizer này thì nó rất là mỏng ha. Nếu như mà về chúng ta không cẩn thận về trong vấn đề vận chuyển về á, thì nó thường hay bị mốp méo và nó bị cấn mớp á. Nhưng mà cái con máy này còn giữ được tình trạng khá là tốt nè. Đó, nhìn tổng quan thì nó cũng còn khá là mới ha các anh. Vậy rồi, thì tiếp đến Nhật tắt máy và cũng như là quay cái nội thất bên trong cũng như là cái gương mặt phía sau để gửi đến cô chú anh chị mình tiện tham khảo Rồi, đây là tổng quan cái gương mặt phía sau của mẫu Equalizer Victor C70 ha các anh. Đó, mọi người cũng có thể quan sát thấy góc cạnh nè, không có bị cấn mớp ha. Đó, khung sườn thì C7 màu còn rất là sáng nè. Rồi, chữ nghĩa cũng như là màu nước sơn phía sau này thì cũng còn giữ được tình trạng khá là ổn ha các anh. Đó, góc cạnh không cấn mớp. Con máy này được sản xuất tại Nhật và có dòng điện là sử dụng dòng điện là 100V và có mức công suất tiêu thụ điện là 21W ha các anh. Đó, con máy này có số seri là 03669 ha. Đó, các anh mua máy về thì các anh có thể kiểm tra số seri trước khi mình nhận hàng ha. Rồi, về tình hình chung của cái mặt gương mặt phía sau thì cũng còn giữ tình trạng khá là ổn ha các anh. Đó, nó không có bị trầy xước nhiều cũng như là không có bị xuống màu quá nhiều ha. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ vào bên trong nội thất bên trong của con máy. Đó, mọi người quan sát tổng thể cái nội thất bên trong thì còn giữ được tình trạng khá là tốt ha. Còn khá là sáng màu và không có nhiều bụi bặm. Những cái phần C7 màu ở dưới đây cũng còn khá là sáng nè. Đó, về tình trạng thì những con máy này về Nhật kiểm tra rất là kỹ lưỡng rồi, chưa có dấu hiệu bị thay thế hay là đâm chọt gì trên con máy ha. Và Nhật cũng đảm bảo với mọi người là con máy này chưa qua sử dụng tại thị trường Việt Nam và cũng như là chưa có tình trạng sửa chữa gì hết ha. Tất cả những cái mẫu sản phẩm bên Nhật thì Nhật đều bảo hành cho mọi người sử dụng trong vòng 3 tháng ha. Đó, về tình trạng thì còn rất là đẹp nè. Về cái nội thất bên trong của những cái con Equalizer này thì nó được đặt trong cái mô đun kính nên là về tình trạng bụi vào bên trong này thì cũng khá là ít ha các anh. Đó, về thì máy về thì Nhật chiếu qua vệ sinh dễ ha, nhưng mà mọi người có thể nhìn vào đây thì có thể đánh giá được con máy mình còn tình trạng khá là tốt nè. Rồi, về tổng thể cái nội thất bên trong thì còn rất là hoàn hảo ha các anh.
Đó, những cái tán ốc trên đây còn khá là sáng nè. Đó, đèn đốm nó còn đầy đủ ha. Dạ rồi, thì vừa rồi Nhật cũng đã quay tổng thể nội ngoại thất để gửi đến cô chú anh chị mình tiện tham khảo rồi ha. Thì cái mẫu Equalizer này về trong tháng 9 này còn giữ được tình trạng khá là tốt và chưa có dấu hiệu bị thay thế hay là đâm chọt gì trên con máy. Thì hiện tại bên Nhật đang bán với mức giá là 7.500.000 ha. Cái mẫu này đợt này Nhật nhập về thì giá nó có xuống một tí xíu ha các anh. Đó, hiện tại bên Nhật đang bán với mức giá là 7.500.000 chưa bao gồm phí vận chuyển ha các anh. Dạ rồi, thì nếu như cô chú anh chị nào có thêm thắc mắc hay là nhu cầu gì về cái mẫu Equalizer này, hay là cái cách đấu nối, hay là cái các căn chỉnh như thế nào, thì các anh có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại cũng như là Zalo, Nhật có để bên dưới góc phải màn hình của mọi người ha. Hoặc mọi người có thể đến tận địa chỉ là số 9T-579 đường Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12 để xem qua cái mẫu sản phẩm cũng như là mình test cái chất âm của cái mẫu lọc xì này trước khi mình xuống tiền ha. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau ạ.